là cô ơi, cô có mua sản phẩm của tụi con chưa hả? Cô mua mấy miếng rồi ạ? Một miếng. Dạ, cô tên gì ạ? Cô Nhan. Dạ, ngày hôm nay tới đây là lần đầu tiên hay là cô đã từng tới tham quan trước rồi ạ? Có tới rồi, nhưng mà hôm nay quyết định là mình mua đúng không ạ? Mua ngày hôm nay đúng không ạ? Hay là mua sớm hơn ạ? Mua trước rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhờ cô Nhan nha, mang cái sự may mắn của cô Nhan đến cho người giành được giải thưởng của chúng ta. Người giành được giải thưởng là người... Em nói là mấy cái ông mặc áo xám xám, mấy ông hên mà không tin em. Em nói ai mặc cái áo vest màu xám đó là có huông, là trúng, không tin em. Em đọc ra cho coi nè, coi em nói có đúng hay không. Người giành được giải thưởng của chúng ta là người có tên Bùi Thị Hoài Thương. Bùi Thị Hoài Thương, quản lý Mr. Lộc, cái ông áo xám là tay trái. Em nói có sai không? Đó, là anh quản là ngày hôm nay lát nữa tới cái ông ngồi chính giữa nè. Cứ vòng vòng, có ba vị này rất là may. Vâng thưa quý vị, người giành may mắn là chị Bùi Thị Hoài Thương hay là cô Bùi Thị Hoài Thương ạ? Chị, dạ em mời chị lên đây. Chị ơi, năm chỉ vàng nó nặng quá, chị đi không nổi luôn à. Nhanh lên chị, nhanh lên chị. Vâng, em chào chị. Mình chọn mua được mấy miếng ở Rest One rồi ạ? Chị mua một miếng. Chị mua một miếng, dạ. Vậy chị cho em xin cái phiếu để em coi cái phiếu của chị nha. À, chờ chị chút xíu, dạ. Rồi chị đẹp đi xuống rồi. Bước từng bước thầm đi xuống, nhanh lên chị. Chị lấy cái phiếu lên để cho em, có đủ phiếu là mình sẽ được trao giải nha. À, vâng thưa quý vị, như chúng tôi chia sẻ đó là ở những giây phút đầu tiên của chương trình thì số lượng người mua còn ít nên cái khả năng trúng thưởng của quý vị rất cao. Do đó mình mua là mình canh cái thời điểm này nè. Người ta đầu tư chuyên nghiệp là người ta canh cái thời điểm mới bắt đầu của một cái dự án, người ta mua là lúc đó trời, cái khả năng trúng là gần như là 100% luôn đó. Đó, dạ cho em mượn coi nha. Khách hàng Bùi Thị Hoài Thương, dạ em sẽ phép em giật cái phiếu màu xanh ra. Rồi, số 008, mời quý vị cùng so. Hoàn toàn chính xác chưa ạ? Hoàn toàn chính xác 100%. Em chúc mừng chị Hoài Thương, ngày hôm nay chị đến đây, chị đi cùng với ai không ạ? Chị đi cùng với ông xã. Vậy làm sao giấu được, mai mốt để ổng ở nhà. Để ổng ở nhà, rồi mình về mình âm thầm, mình cất vô cái két của mình là ổng không có biết. Dẫn theo là phải chia, có chia không chị? Chắc là không đâu, cho thêm gì đó. Anh ơi, anh xã nhà ai ơi, làm ơn đứng lên cho em nhìn mặt một cái. À, một tràng pháo tay cho ông xã, chẳng những không chia mà còn cho thêm. Anh ơi, định cho thêm nhiêu anh? Giữa bàn dân thiên hạ nói luôn anh. Cây hai nữa. Cho thêm gì nữa hả? Cho thêm chiếc xe này nữa. Ủa chị, anh nói chị trúng có 5 chỉ mà về anh mua thêm cho chị chiếc xe kìa, cảm xúc thế nào? Ý ảnh là trúng thêm chiếc xe nữa. À, ý ảnh là phải trúng thêm chiếc xe nữa. Dạ, sẵn sàng mời gia đình của chị có khả năng trúng thêm chiếc xe khi em trao lại cho chị cái phiếu màu xanh này lát nữa. Coi mình rút thăm tiếp nha. Và bây giờ xin phép được mời lên sân khấu ngay giây phút này, đó chính là anh Nguyễn Tiến Lộc, là quản lý của cái phần đất mà đã được bán rất là may mắn cho chị ấy. Và mời anh cũng sẽ trao luôn phần quà. Vâng thưa quý vị, anh ơi anh xòe 5 miếng ra cho đẹp, thiệt đẹp vô anh. Đó. Vâng thưa quý vị, trao ngay tại chỗ đó chính là những gì mà chúng tôi luôn luôn hứa với quý vị. 5 chỉ vàng SCC thuộc về người may mắn, xin chúc mừng chị. Chúc mừng chị, chúc mừng gia đình chị nha, em cảm ơn anh. Rồi, vâng thưa quý vị, chúng tôi chờ đợi để gọi tên thêm một người nữa. Vâng, ở đây còn một số vị mà lát nữa lần lượt chắc sẽ phải gọi tên luôn. Dạ, còn anh Chiến, anh ơi anh lo phần anh nha.